Hôm nay thì em Tinh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình mình. Vâng, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở vào với kênh YouTube Hồng Tinh Nhật Bãi. Lời đầu tiên, Hồng Tinh kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vâng, hôm nay thì cũng như thường lệ em lại tiếp tục lên báo giá nhanh 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật. Bây giờ thì em sẽ vào buổi báo giá. Và cái đầu tiên của ngày hôm nay đấy, em Tinh gửi đến cô chú anh chị nhà mình đó là một chiếc nồi đến từ thương hiệu Nationan. Và cái này thì thành vách của nó không có một vết chảy xước nhé. Rất là đẹp. Thành vách rất là đẹp luôn. Vuông thành sắc cạnh, bề mặt đường trên cũng thế nhé. Nó không có chảy xước, không móp méo. Cái này thuộc dòng cao tần 1 lít đời 04 nhé. Đời hơi sâu một chút cả nhà mình ạ. Thế nhưng mà cái dòng đời thì nhiều khi nó cũng không quan trọng đâu. Quan trọng nhất là khi mà mình mua nồi đấy, thì thứ nhất là doang nồi này còn đẹp này, lòng nồi còn đẹp này, thì mình nấu cơm nó sẽ ngon cơm nhé cả nhà mình. Vâng, cái này ở trong này, nắp nồi của nó đây nhá. Đó. Cái này thì ở bên Nhật đấy, họ thường hay nấu gạo lứt cho nên là nó sẽ có cái màu nó ám lại một chút nhé cả nhà mình. Doang này, doang thì nó có hơi ám màu một chút. Đấy, nó có hơi ngã màu một chút, thế nhưng mà nó cũng không quan trọng. À, khi mà mình nấu cơm thì cơm vẫn rất là ngon cơm nhé. Trước khi mà em gửi lên video thì em đều đã test về tính năng nấu cơm. Cơm đã ngon rồi thì em mới gửi lên video nhé cả nhà mình. Sau khi mà nhà mình ưng đấy, mua thì bên em lại test lại một lần nữa mới gửi đi. Cho nên là cô chú anh chị nhà mình cứ yên tâm, khi mà đặt nồi ở bên shop em thì cứ yên tâm nhé. Cái này lòng nồi thì ở trong của nó đấy có đôi ba chấm nhá. Nói chung là nó có lấm chấm rất là nhẹ thôi. Nó giống như là cái đầu tăm thôi. Thì nó cũng không ảnh hưởng tới chất lượng khi mà mình nấu cơm nhé cả nhà mình. Cái này thì ở ngoài nó có chảy xước một chút, nhưng mà riêng cái dòng này đấy thì nó chảy ở bên ngoài thì nó cũng không ảnh hưởng tới chất lượng ở đường trong. Ở đường trong mới là cái quan trọng nhất nhà mình. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.200.000 đồng. Bằng bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716. Số Zalo của em cũng là số này, cũng là 0336148716. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là hỗ trợ cho mình là 1 tháng nhé. Đấy. À quên, bảo hành. Tức là bảo hành cho mình là 1 tháng sau khi mà mình mua đấy. Trong cái tháng đầu tiên mà có trục trặc gì đấy thì bên em sẽ cho đổi một nhé. Và okay, bây giờ thì em sẽ xin phép được sang cái thứ hai. Cái thứ hai của ngày hôm nay đấy thì nó là thương hiệu Zozoshi này. Cái này thành vách cũng rất là đẹp nhé. Thành vách màu trắng luôn nhé cả nhà mình. Cái thành vách màu trắng như thế này đấy thì cả nhà mình đừng sợ là nó bẩn. Bởi vì là cái dòng nhựa của Nhật đấy, họ làm thì độ sáng bóng của nó, khi mà dây bẩn mình chỉ cần lấy cái khăn ướt mình lau qua là nó sạch thôi. Thương hiệu là Zozoshi này. Và cái này cao tần 1 lít đời 15 nhé. Em sẽ mở vào lòng trong này. Lòng trong nắp nồi của cái này thì đang còn mới kinh keng luôn cả nhà mình nhé. Rất là mới, mới kinh keng luôn. Đấy, doang nồi này không có một dấu hiệu ngã màu nhé. Doang nồi không có một dấu hiệu ngã màu. Nói chung cái này đang còn mới nhé. Lòng nồi của cái này cũng cực kỳ là đẹp này. Đó, cả nhà mình thấy này. Nó bóng này. Nó vô cùng là bóng luôn này. Bên ngoài thành vách, bên ngoài thành vách thì nó cũng có chảy xước một chút, nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới chất lượng mình nấu cơm nhé. Cái doang nồi là cái quan trọng và cái lòng nồi là quan trọng. Còn ở bên thành vách bên ngoài thì nó không quan trọng lắm đâu. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.900.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ ba của ngày hôm nay là thương hiệu Zozoshi. Cái này thuộc dòng cao tần 1 lít nhé. Đời 18, đời rất là cao luôn. Thành vách của cái này thì nó không có một vết chảy xước nào cả. Không chảy xước, không móp méo nhé cả nhà mình. Lòng trong đấy, cái này thì nắp nồi rất là mới này. Nắp nồi mới kinh keng luôn. Đấy, doang nồi này. Doang nồi thì xanh gì nhé cả nhà mình. Này, doang nồi đang còn đẹp này. Lòng nồi cũng cực kỳ là đẹp nhé. Lòng nồi cũng đẹp này. Thành vách bên ngoài cũng đẹp. Nói chung là cái này thì còn đạt tiêu chuẩn. Cái này thì nấu cơm rất là ngon nhé. Cái này bên em đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Vâng, nhà mình mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ tư của ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Panasonic. Cái này thì thành vách nó không có chảy xước nhé. Không chảy xước, không móp méo này. Đó. Bề mặt đằng trên của nồi này, bề mặt đằng trên của nồi là màu trắng hết nhé. Cái này cao tần 1 lít đời 18 nhé. Em sẽ mở vào lòng trong này. Lòng trong của cái này thì
ăn mưa các bác ạ. Trời mưa nó sẽ phá vào. Ở lòng trong đấy, lòng trong thì mới kinh keng luôn nhá. Đây nắp nồi mới kinh keng luôn cả nhà mình nhá, mới lắm luôn này. Đấy. Ở trên mặt đấy thì nó đều sử dụng là bằng inox cho nên độ mới, độ sáng bóng của nó rất cao nhá. Đấy, răng nồi này. Nhà mình thấy rất là đẹp, rất là chất luôn. Lòng nồi của cái này đấy thì nó không có bị chảy xước, không bong chóc nhá, rất là đẹp. Ở trong có phủ kim tuyến này, bên ngoài thành vách thì cũng đẹp này. Đó. Cái này thì nói chung là đang còn xuất sắc, nấu cơm thì cực ngon. Cái này bên em đang bán với giá là 2.600.000 đồng nhé. Bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái cuối cùng của ngày hôm nay. Cái cuối cùng của ngày hôm nay này, cả nhà mình thấy này, thành vách của nó cũng không có một vết chảy xước ở đâu nhé, rất là đẹp, thành vách vuông, thành sắc cạnh này. Và cái này thì cao tần 1 lít, đời 04 nhá, đời hơi sâu một chút cả nhà mình ạ. Trong lòng nồi này, lòng nồi, nắp nồi rất là đẹp này, nắp nồi mới nhá, doang nồi thì đang còn mới tinh nhá, mới kinh keng luôn, rất là đẹp. Lòng nồi của cái này cũng đẹp nhá cả nhà mình. Lòng nồi của cái này thì nó có sức nhẹ thôi, sức lông chó lông mèo, không ảnh hưởng tới chất lượng khi mình nấu cơm. Cơm vẫn rất là ngon cơm nhá cả nhà mình. Bên ngoài thì có phủ đồng nhá. Đấy cả nhà mình thấy này, đồng này rất là óng ánh, độ mới đang còn cao. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.450.000 nhá. Bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 03 6148 716 cả nhà mình nhé. Thì buổi báo giá của ngày hôm nay đấy thì em Tinh gửi đến cô chú anh chị nhà mình là 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật. Và sau khi mà cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi đấy, mình mà ưng mẫu nào mình chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 03 6148 716 cả nhà mình nhé. Bên em thì đã bao ship rồi nè, và bảo hành cho cả nhà mình là 1 tháng nè. Vâng, bác nào mà ưng mẫu nào đấy thì chụp lại. Còn ở trong buổi báo giá của ngày hôm nay, trong 5 cái mẫu này mà nhà mình vẫn chưa chọn được cái mẫu mà mình ưng đấy, mình đang còn cần tìm về thương hiệu khác này, cũng như là dòng nồi khác đấy, thì nhà mình cứ liên hệ vào số điện thoại của em, thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến những cái mẫu nồi mà mình cần tìm, cần chọn nhé cả nhà mình. Vâng, đến đây thì em Thinh xin được tạm dừng video. Cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi kênh của em. Trước khi rời kênh thì mong cô chú anh chị nhà mình ủng hộ cho em nốt like và nốt đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nhà mình những video tiếp theo ạ.